tỉnh Đắk Nông phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn không còn xã thôn đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân vùng dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung cả nước. Tỉnh Đắk Nông hiện có 46 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số, 143 thôn đặc biệt khó khăn. Để đến năm 2030, không còn xã thôn đặc biệt khó khăn. Tỉnh này phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân đạt tối thiểu 6% một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên 3% mỗi năm, 70% xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã thôn đảm bảo cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Dự kiến tổng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện khoảng 4.000 tỷ đồng, cùng với đó là ngân sách địa phương và huy động từ nhân dân.